bạn đã hỏi tôi. Giờ thuật lại ha, chúng ta thuật lại là chúng ta đi đang đi đón xe lửa thì có cái anh chàng này hỏi tôi đang đón xe lửa thì anh chàng này anh hỏi tôi đi rồi tôi về tôi kể lại với lại ông xã tôi vậy là tôi đang đứng ở ở trạm xe lửa thì có cái anh chàng này anh hỏi tôi cái câu đó thì cái câu này là phải đổi lại là sao. Giờ tôi viết lên đi, chịu khó tôi viết lên rồi chúng ta thấy cái thay đổi của nó nha. When does the earliest train to Brighton? Cái này là cho cái này nó đậm đậm lên chút này. He asked me. Ok, bây giờ một người nào khác đổi câu này lại coi thành là tôi về tôi thuật lại. Cái người này hỏi tôi thì tôi nói sao? Ai một người thôi, who wants to do it by himself, herself, một người khác. Someone. I volunteer coi. When does okay, when? No. He asked me. Okay. He asked me. You know? When the train does. When the train. Earliest train. You know, a train không được phải không? To Brighton. To Brighton. Okay. Nó không hết mà tôi kéo. Okay. Phải không? He asked me when the earliest train to Brighton leave. No. Okay. Good. Okay. Rồi what? Mình thấy mình bỏ cái gì nữa chúng ta trừ bỏ chữ does. Mất chữ does rồi phải không? Mất dấu hỏi. Mất luôn cả. Question mark. No, this the quotation mark. Tức là cái câu hỏi mà mình muốn lặp lại y hệt như vậy thì mình đóng khung nó trong hai cái không phải question mark là cái quotation mark. Quotation mark. Cái này là quotation. Okay, nó là quotation. Chúng ta đọc chữ này coi. Quotation. Quotation mark. Quotation mark. Quotation mark. Rõ ràng chữ nó phải là quo chứ không phải là cờ không ha. Quo. 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 Quotation. Quotation. Mark là cái dấu, quotation là cái dấu mà để lặp lại tiếng Việt theo là gì? Dấu kép á, dấu ngoặc kép. Bây giờ tới câu số 3. Jack asked Jill, do you love me? Jack asked Jill, cái này là
Cái này là mấy bà hay hỏi mấy ông lắm á hả? Nhưng mà trong lúc mà đi tán tỉnh á thì mấy ông hỏi mấy bà. Mà tán tỉnh xong cưới về nhà rồi á thì là mấy ông không còn nói nữa. Thành ra mấy bà phải hỏi thôi. Phải không? Thứ nhất là mấy ông Việt Nam. Hỏi là do you love me? Thì câu trả lời của mấy ông Việt Nam là sao? Không thương sao mà cưới? Thấy không? Okay. Do you love me? Do you love me? Đây Jack là tên đàn ông hay đàn bà đây? Đàn ông. Đàn ông. Ok, rồi. Jack asked. Chúng ta đọc cái này coi. Asked. Cô Jill là cổ có yêu ảnh hay không? Thì chúng ta nghĩ làm sao? Bởi vì khi mà mình bỏ cái câu đó vô là nó thành cái direct question. Okay. Cái này mình học để mình biết, khi mà mình không biết thì mình thấy người ta viết lại như vậy cái mình nói là người ta thiếu cái dấu hỏi. Rồi còn đi cãi nữa chứ. Thế là viết sai rồi. Tại sao không bỏ dấu hỏi vô? Rồi, bây giờ câu số 4. Did you enjoy the show? I asked my wife.
chồng đem dắt bà vợ đi đi coi movie phải không, hay là đi coi đại nhạc hội hay đi coi gì đó, xong rồi đi trong lúc đi về trên xe thì ông hỏi vả là did you enjoy the show. Thì bây giờ tôi ngồi ở đằng sau xe, tôi đi ké, tôi nghe hai người này nói chuyện với nhau lại. Thì tôi về, tôi kể lại cho ông chồng tôi nói là ổng hỏi bà là bà có enjoy the show hay không. Thì tôi thuật lại cho ông chồng tôi nghe, cái gì tôi nghe được. Thì biết sao? He's white. Thôi bây giờ đặt lại cái trường hợp khác. I asked my wife. Bây giờ nói là thí dụ như ông chồng, ông hỏi bà vợ. I asked my wife. Thì bây giờ ông này ông kể lại là ông hỏi. Ông kể lại chứ không phải tôi kể lại. Ông kể lại với người bạn khác là tôi đã hỏi vợ tôi. If she enjoyed the show, you're good. Yeah, you did là mình thấy là dục đi rồi ha. You did do. Rồi cái này bỏ đi, cái này cũng bỏ đi luôn, phải không? Bây giờ chữ nào, chữ này chúng ta đọc ra sao? Wife. Chữ này Enjoyed. Tiếng Việt là gì? Dịch cái chữ enjoy này coi. Thưởng thức ha. Enjoy là hưởng. Thưởng thức. Hưởng thụ. Thích thú. Thưởng thức. Hưởng thụ. Chữ này chỉ có live ở bên Mỹ rồi, bây giờ qua là ai cũng biết cái chữ enjoy hết phải không? Enjoy life là sao? Hưởng thụ cuộc sống. Cái gì? Hưởng nhàn. Hưởng cái gì mà chúng ta nhận